Trước sự chứng kiến của các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân cùng du khách, sau chương trình văn nghệ chào mừng và khai mạc, lễ hội cầu mưa Giang Pơ Tao Apui năm 2024 đã chính thức được truyền hình ảnh từ đỉnh núi Thiêng, nơi các đời vua lửa thực hiện nghi thức cầu mưa để đông đảo bà con nhân dân và du khách cùng theo dõi qua màn hình lớn. Cũng tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Play ơi, các hoạt động văn hóa trong chương trình lễ hội như trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, chế tác nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống đã đồng loạt được tổ chức. Ngoài ra, huyện còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tại các điểm kết nối như lễ rước nước, nghi thức cúng cầu mưa, giang ơi giai tại thôn Play Rơ Bai, xã Gia Pia, lễ thổi tai và cúng vòng tại xã Gia Giang. Cùng với đó là các hoạt động thể thao gồm đẩy gậy, đi cá kheo, kéo co, nhảy ba bố, bắn nỏ là những trò chơi dân gian với chủ đề ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc, phiên chợ nông sản cũng đã được tổ chức để phục vụ du khách tham quan lễ hội. Lễ hội cầu mưa Giang Pơ Tao Apui, huyện Phú Thiện năm 2024 là sự kiện văn hóa du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác, liên kết giữa huyện Phú Thiện với các địa phương khác, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Hoạt động trên cũng nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội cầu mưa Giang Pơ Tao Apui, huyện Phú Thiện, cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Theo chương trình, vào 5 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2024, huyện Phú Thiện sẽ tổ chức giải marathon Giang Pơ Tao Apui theo bước chân vô lửa. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong nội dung phản ánh sau.